Học văn chị Hiên xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong môn tiếng Việt lớp 3 với bộ sách Cánh Diều. Sau khi đi qua hai chủ đề đầu tiên là chào mừng năm học mới và em đã lớn, thì chúng mình sẽ tiếp tục chuyển sang chủ đề thứ 3, niềm vui của em. Và bài học ngày hôm nay chúng mình được học chính là bài tập đọc Con Heo Đất. Bài học này bao gồm 4 phần. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với phần 1 là phần đọc. Hằng ngày, các bạn được tiếp xúc với rất nhiều đồ vật đúng không nào? Nào là cái bàn, cái ghế, sách vở, con búp bê hay cái ô tô mà mẹ tặng. Vậy các bạn thích nhất là cái gì nào? Hãy để lại ở phần bình luận để chị và mọi người được biết nha. Và bạn nhỏ trong bài Con Heo Đất cũng có một món đồ vật mà bạn ấy vô cùng trân trọng. Các bạn hãy cùng chị đọc bài để biết đó là món đồ gì được không? Khi đọc, các bạn cần lưu ý. Hãy đọc thật to, rõ ràng, chú ý đọc diễn cảm lời nói của nhân vật và đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, truyền cảm nhất nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc. Các bạn hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, trang 33, bộ sách Cánh Diều hoặc theo dõi lên màn hình để đọc cùng chị nào. Con heo đất. Tôi đang mong bố mua cho tôi một con robot, nhưng bố lại mang về một con heo đất. Bố chỉ vào cái khe trên lưng nó, bảo: "Con cho heo ăn nhé. Con lớn rồi nên học cách tiết kiệm." Từ đó, mỗi lần bố mẹ cho tiền ăn quà, mua sách, có chút tiền lẻ thừa ra, tôi lại gửi heo giữ giúp. Tết đến, có tiền mừng tuổi, tôi cũng dành cho heo luôn. Bố mẹ bảo: "Chừng nào bụng con heo đầy tiền, con sẽ đập con heo ra, lấy tiền mua robot." Thật ra, con heo cũng dễ thương. Mũi nó mát lạnh và nó mỉm cười khi tôi cho tiền vào lưng nó. Nó mỉm cười cả khi tôi chẳng có đồng nào. Tôi thực sự yêu thương nó. Thấm thoát một năm đã trôi qua, một hôm, bố tôi vào phòng, lật con heo, lắc mạnh và bảo: "Bụng nó đầy ứ rồi, con đập vỡ nó được rồi đấy." "Tôi sao nỡ làm vậy?" Tôi nói với bố: "Con không cần robot nữa." Rồi tôi năn nỉ bố mẹ cho giữ lại con heo. Cuối cùng, bố mẹ cũng chiều ý tôi. Thế là con heo đất còn là bạn với tôi thêm một thời gian nữa. Theo Edgar Garret. Quả là một câu chuyện hay và thú vị đúng không nào? Hãy luyện đọc lại bài tập đọc này thật nhiều lần để có thể đọc tốt hơn nhé. Các bạn hãy quan sát lại bài đọc một lần và cho chị biết có từ nào chưa rõ nghĩa không nhỉ? Chị sẽ giúp các bạn giải nghĩa một số từ sau đây nha. Đầu tiên là từ con heo đất, nghĩa là con lợn làm bằng đất nung, dùng để giữ tiền tiết kiệm. Thứ hai là từ thấm thoát, ý chỉ thời gian trôi qua nhanh chóng một cách không ngờ. Và từ cuối cùng là từ năn nỉ, nghĩa là lời đề nghị tha thiết, tỏ ý mình rất mong muốn. Vậy là chị em mình đã cùng nhau đi qua phần 1 là phần đọc. Tiếp sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần thứ 2 là phần đọc hiểu để trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa nhé. Câu hỏi đầu tiên, bạn nhỏ mong muốn bố mua cho đồ chơi gì? Câu hỏi này rất dễ đúng không nhỉ? Chị sẽ cho các bạn 5 giây để tìm ra câu trả lời nhé. Các bạn đã tìm ra chưa? À, đúng rồi. Bạn nhỏ mong muốn bố mua cho một con robot. Câu hỏi thứ hai phức tạp hơn một chút như sau. Bố mẹ hướng dẫn bạn nhỏ làm cách nào để mua được món đồ chơi đó. Thông qua lời nói của bố mẹ bạn nhỏ: "Con cho heo ăn nhé. Con lớn rồi nên học cách tiết kiệm. Chừng nào bụng con heo đầy tiền, con sẽ đập con heo ra, lấy tiền mua robot." Các bạn nhỏ có thể trả lời như sau. Bố mẹ hướng dẫn bạn hãy tiết kiệm, bỏ tiền vào heo đất. Chừng nào bụng heo đầy tiền
thì sẽ có thể đập con heo ra, lấy tiền mua robot. Vậy câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi thứ ba, bạn nhỏ dành dụm tiền như thế nào? Bạn nhỏ dành dụm tiền bằng cách là mỗi lần bố mẹ cho tiền ăn quà, mua sách còn thừa tiền lẻ, bạn sẽ gửi heo đất. Tết đến, có tiền mừng tuổi, bạn cũng gửi cho heo luôn. Chúng mình cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Vì sao cuối cùng bạn nhỏ không muốn đập vỡ con heo đất? Cuối cùng, bạn nhỏ không muốn đập vỡ heo đất là vì khi trải qua một thời gian dài gắn bó, bạn nhỏ thấy heo đất cũng rất dễ thương, heo luôn mỉm cười với bạn ấy, dù bạn có tiền bỏ vào cho heo hay không, bạn nhỏ có nhiều tình cảm dành cho heo đất. Để tiếp tục bài học, chúng mình sẽ cùng đến với phần thứ 3 là phần luyện tập. Chị có 2 bài tập nhỏ dành cho các bạn như sau. Bài tập 1 yêu cầu tìm trong truyện trên những từ ngữ chỉ các bộ phận của con heo đất. Sau khi đọc kỹ lại câu chuyện con heo đất, chúng mình có thể tìm thấy những từ ngữ chỉ các bộ phận của con heo đất như mũi, lưng, miệng, bụng, chân, tai và mắt. Bài tập số 2 là một bài tập vô cùng thú vị. Bài tập này yêu cầu các bạn tìm từ ngữ chỉ các bộ phận của những đồ vật được tiền tiết kiệm dưới đây. Hãy quan sát thật kỹ từng hình ảnh và cho chị biết các em thấy gì nhỉ? À, đúng rồi. Các bộ phận của những đồ vật được tiền tiết kiệm trong hình là: đầu tiên, chiếc tủ hồng thì có khe đựng tiền, cánh cửa. Với con gấu trúc thì có tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng và chân. Còn con cún con thì sao? Con cún con cũng có tai, mắt, mũi, miệng, bụng, lưng và chân. Sau khi đã hoàn thành 2 bài tập trên, thì chị em mình sẽ cùng đến với phần cuối cùng, củng cố và dặn dò. Học xong bài con heo đất, các bạn cần nhớ rằng hãy học cách tiết kiệm tiền ngay từ khi còn nhỏ và học cách trân trọng và gìn giữ những đồ vật xung quanh mình nhé. Khi về nhà, các bạn cũng đừng quên tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật cẩn thận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!